Thưa quý khán giả và các đồng chí, 30 năm trước đây, vào ngày 26 tháng 9 năm 1989, những đơn vị quân tình nguyện Việt Nam cuối cùng đã rời Campuchia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả. Đáp lời kêu gọi khẩn thiết của nhân dân đất nước Chùa Tháp, quân và dân Việt Nam trong 10 năm đã hy sinh biết bao xương máu giúp bạn lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, xây dựng và bảo vệ chính quyền mới. Đây là một sự nghiệp gian khó, sáng ngời chính nghĩa trong lịch sử thế giới hiện đại mà không ai có thể bôi đen. Những chứng tích còn lưu lại cho thấy, xã hội Campuchia từ một ốc đảo hòa bình trong thập kỷ 60 đã bị bè lũ Pol Pot biến thành một trại tập trung khổ sai khổng lồ, đầy rẫy những hố chôn người. Theo thống kê, trong 3 năm 8 tháng 20 ngày cầm quyền, bọn diệt chủng Pol Pot đã giết hại khoảng 3 triệu người, tức là gần một nửa dân số Campuchia lúc bấy giờ. Không những vậy, lực lượng Pol Pot còn liên tiếp xâm phạm lãnh thổ, tàn sát nhân dân Việt Nam. Sự tồn tại của chế độ quái thai này đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn vong của dân tộc Campuchia, cũng như hòa bình, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đáp lời kêu gọi yêu cầu của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, đại diện cho nhân dân Campuchia, chúng tôi đề nghị xin Đảng, Chính phủ Việt Nam cử quân đội sang giúp giải phóng đất nước dân tộc Campuchia. Không sang giúp, không những dân tộc ấy bị diệt vong mà nó còn tấn công ta, và cái cuộc chiến tranh Tây Nam cũng còn phức tạp. Mà ta không giúp thì cũng không thể được. Nếu làm ngơ cũng là vô trách nhiệm. Cho nên là ta phải giúp, và kiên quyết giúp, mà giúp bạn cũng chính để mà bảo vệ được cái dân tộc của mình. Đáp lại kêu gọi của nhân dân Campuchia, quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng lực lượng cách mạng Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng vào ngày 7 tháng 1 năm 1979. Chính quyền cách mạng Campuchia được thành lập. Dù lực lượng Pol Pot đã tan rã, nhưng do được hà hơi, tiếp sức bởi các thế lực phản động quốc tế, chúng tiếp tục tiến hành chiến tranh phá hoại, bóng ma diệt chủng đe dọa trở lại. Thể theo nguyện vọng của bạn, quân tình nguyện Việt Nam đã ở lại, vừa truy quét tàn quân Pol Pot, vừa giúp nhân dân Campuchia xây dựng đất nước. Dù trong nước còn muôn vàn khó khăn, những người lính tình nguyện Việt Nam vẫn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ bạn từ những việc làm nhỏ nhất. Anh em đi phép về là mang theo con gà, con lợn, rồi hạt rau, rau giống đến để giúp đỡ cho họ. Họ rất phấn khởi. Đất nước Campuchia dần hồi sinh. Lực lượng nước bạn Campuchia từng bước trưởng thành, đủ khả năng bảo vệ thành quả cách mạng. Trong bối cảnh đó, quân tình nguyện Việt Nam dần rút quân và đến tháng 9 năm 1989 hoàn thành việc rút quân về nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu rằng, trong quá trình phá thế bị bao vây, cấm vận, chúng ta đã chọn đúng khâu đột phá với bước đi thích hợp nên đã thành công. Đó là đã rút quân tình nguyện khỏi Campuchia và chủ động tham gia giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia. Cái nhận xét đó là một cái nhận xét rất chính xác về cái ứng xử của ta ở trong một cái tình huống hết sức khó khăn. Đến năm 89 mà chúng ta rút toàn bộ thì nó nói lên cái gì? Nói lên một là ta đã hoàn thành nhiệm vụ giúp bạn để giữ vững được, để đánh đổ được chế độ Khmer Đỏ và giữ vững được cái chủ quyền, giữ vững được cái sự ổn định xã hội. Ta đã hoàn thành được cái đó. Ta đã khôi phục được cái đất nước này để cho người Campuchia hồi sinh và xây dựng được đất nước của họ, giữ vững được cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia. Thì khi chúng ta rút quân, chúng ta đạt được cả ba cái mục tiêu đó. Cuối năm 2018, Tòa án đặc biệt của Liên Hợp Quốc xét xử tội ác Khmer Đỏ đã tuyên án tội diệt chủng và chống lại loài người đối với hai cựu thủ lĩnh của Khmer Đỏ là Khieu Samphan và Nuon Chea. Phán quyết này đã một lần nữa khẳng định rõ ràng với thế giới sự cao cả, tính chính nghĩa sáng ngời của Việt Nam. Còn đối với người dân Campuchia, đã từ lâu, trái tim họ đã có tiếng nói của mình. Đó là sự biết ơn tới những người mà họ gọi là đội quân nhà Phật.